Vâng, xin chào tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Để nói đầu tiên, em cũng gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân yêu nhất đến tất cả các anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn ha. Hôm nay thì em sẽ review thực tế cho cô chú và anh chị một con xe gọi là con xe ve chai đi ha. Đó, mấy anh em trên bình luận gọi là xe ve chai, nuôi gà, nuôi vịt, trồng hành, trồng rau, trồng tỏi gì đây. Đây là nó là đây anh chị. À. Công ty ô tô Duy Anh xin kính chào quý khách, tự hào là đơn vị uy tín trải rộng trên các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Ai, nội thất thì đúng là nội thất ve chai luôn chị ha. Ta nói nó xấu gì đâu mà nó xấu đau, xấu tàn, xấu tệ, xấu đau, xấu đớn, xấu banh nhà lòng luôn. Đó, te tu tàn tạ cũ mục nát xấu bẩn, nhưng một là em nó vẫn còn xài được. À, hay không anh chị? Trời ơi, nó xấu kinh khủng không? Chiếc xe này thì em sẽ tiến hành lột xác em nó. À, ve chai thôi mà nhưng em sẽ lột xác. Thì những con xe trong suốt thời gian qua thì anh chị cũng biết những chiếc xe nó xấu mà nhưng bên em không có ngán về đồng sơn anh chị thấy không? Đồng sơn nội thất em không có ngán, không em không có sợ. Đây nè, nội thất xấu làm lại, quan trọng cái chiếc xe là mình mua dàn gầm. Đây anh chị xem mình gầm nè, đó xe nhìn nó cỡ này mà dàn gầm nè anh chị thấy không? Ok chưa? Đó, gầm bệ ngon lành không? Đó, có nhiều anh chị vô bình luận chê xe mấy chục triệu chạy cái gì thế này nọ, máy móc ngon, gầm bệ ngon, giấy tờ rõ ràng, nội thất anh chị thấy không, nó xấu và nó xấu nước sơn lên, thì tụi em lấy về tụi em dọn lại. Con xe này em sẽ lột xác khoảng cả một tuần nữa thôi là em nó sẽ đẹp. Con này đăng kiểm thì bỏ luôn, em về em cú đăng kiểm luôn. Thì những con xe này mình phải làm lại thì mình mới đi đăng kiểm được nha anh chị. Đã quay thực tế cho anh chị xem. Nhiều anh chị nói ba cái xe này chạy cái gì. Dạ đúng rồi, nói chung một phân khúc thì số tiền ít dành cho những anh chị hộ nghèo. Mình thích thì mình đam mê thôi, nói chung chơi về đam mê. Nội thất nó xấu thì có thể mình bỏ tiền ra mình làm lại, nhưng cái máy gầm bệ nó nát mình làm rất là nhiều, rất là tốn chi phí. Anh chị nhìn không, nhìn nó vậy thôi chứ vài hôm thôi là em nó sẽ lồng lại. Cái này bọc lại nguyên viên vàng ghế mới anh chị ha, bọc nguyên vàng ghế mới rồi vệ sinh sơn xiết tắp bi tắp lô lại là sạch sẽ ngon lành cành đào. Rồi mình đi đăng kiểm là mình sẽ cứu lại chiếc xe này đó, là em nó vẫn bon bon chạy trên cung đường đó. Những chiếc xe giá thành cực kỳ rẻ thì quý anh chị cũng hình dung trong tụi em cũng phải bỏ công sức tụi em dọn. Có nhiều cái xe này đăng lên ví dụ như bên kia bán có 10 triệu, 15 triệu, anh chị kêu sao bên dù anh nó lấy về nó đăng lên tới 40 mấy triệu, thì cái số tiền 15 triệu em mua cái xác xe mà em về là em phải bỏ tiền vô đó, đồng sơn em mướn anh em thợ rồi bọc nội thất mình phải dán tiền vô thì nó mới đẹp được. Mình bán lên làm là phải có công anh chị ha, lợi ích hay lợi nhiều là cũng phải có. Không ai nói cái gì mà bán là bán cho mình về vốn cả, không bao giờ có nha chị nha. Tụi em lời ít hay là lời nhiều, mình không ăn chậm ăn cắp của ai nữa, mình không có gì mình ngại cả. Đó, chiếc xe này thì anh chị nào thiện chí đi sẽ cho anh chị một cái giá nét ha. Đây, con này là con Kia CD5 sản xuất đời 2002 hay là 2003 gì đó, bản số là bản số ở Bình Dương đó. Dọn xong thì anh chị nào yêu quý xe này thì xin vui lòng alo cho em. Còn trong quá trình em đang dọn như vậy, cô chú anh chị muốn màu gì thì báo sớm cho em nhất có thể luôn, nhất có thể. Ví dụ anh chị muốn màu trắng cà phê sữa hay là màu trắng nhạt, trắng đậm, trắng xanh gì đó, anh chị alo cho em sẽ lên theo đúng màu yêu cầu của cô chú và anh chị khi chốt cọc chiếc xe này. Còn máy móc gầm bệ giấy tờ em bảo kê anh chị nha, máy móc gầm bệ giấy tờ có xe hơi là phải có giấy tờ rõ ràng mình mới mua, còn không có là mình không có mua. Đó là một thuộc dạng là xe ăn chậm ăn cắp rồi, cái đó là mình sẽ dính tới pháp lý rất là nhiều. Còn xe thì anh chị cứ an tâm đó, anh chị nào thiện chí chiếc xe Kia CD5 đang quá trình dọn muốn màu gì alo cho em liền qua số điện thoại đó là 0968222220 để em hỗ trợ dọn một con xe lét keng cho cô chú và anh chị xem luôn ha. Đó, cũng giống như chiếc xe này là chiếc xe Kia CD5 luôn nè anh chị. Đó, con xe này là em bán có 18 triệu thôi. Đó, bỏ đăng kiểm nhưng con xe này đã bán rồi. Anh chị thấy không? 18 triệu đồng thôi cũng có một con xe chạy, như con xe này khách hàng hỗ trợ thêm đăng kiểm thì em sẽ đăng kiểm cho khách hàng ha. Đây, xe này em đã bán rồi. Đó anh chị thấy cũng là một chiếc xe Kia CD5 tắm bằng nước sơn nó không đẹp anh chị. Tắm nước sơn nó không đẹp lộn lại, nhưng nói với một xe cỏ như vậy thì trước sự mà hình quý anh chị thấy, em nó rất là sạch sẽ rồi. Đó, xe này bữa về em bán đúng có 18 triệu nhưng khách hàng ở dưới miền Tây đã chốt cọc chiếc xe này và hỗ trợ thêm chi phí đăng kiểm. Con này đăng kiểm chắc trên còn phải 5-6 triệu đấy, nội thất thì sạch sẽ chưa. Đó, anh chị lấy một chiếc xe như vậy về mình tập chạy tập lái khá là ok ha. Còn mình về mình thích vô đồ vô đạc thì mình vô mình tu bổ cho em nó thêm một tí xíu. Đó, ngon lành cành đào anh chị. Đó, anh chị xem luôn một chiếc xe huyết tâm. Đây là một cũng là một con xe Kia CD5 đó, anh chị thấy nhiều lúc nó giống như chuồng gà chuồng vịt mà trong quá trình dọn lên thì cô chú anh chị thấy không? Con này là con đời 2001, đây là xe công vụ của em. Đây anh chị thấy không? Nó đẹp lộng lẫy, nó đẹp len keng và nó đẹp len xe ben trên chị. Đó, rất là đơn giản thôi, không có gì cả. Làm chỉ là nước sơn, mình về mình bỏ tiền vô mình làm lên một con xe. Đây cho anh chị quay sơ xem dàn nội thất. Đó. Xe này đang quá trình dọn chưa không? Nội thất thì bao đẹp, vô lăng vô liếc đồ làm lại hết. Đó, những chiếc xe cỏ
một thời huyền thoại cho chiếc xe Kia C5 thì cô chú anh chị cứ an tâm. Bởi vì đam mê mình thích thì mình chơi, thì anh chị nào thiện chí những chiếc xe tập chạy tập lái che nắng che mưa vừa đi vừa đẩy đều xịn sò, là đi tán gái hoặc không tán gái khá là ok, thì xin vui lòng gõ vào kênh ô tô Duy Anh để cập nhật một video chi tiết về chiếc xe tập chạy tập lái nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.